Alo, xin chào anh em, chào mừng em quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và hôm nay tiếp tục với con game Kaiwin anh em nhé. Và hôm nay mình đang có khoảng tầm là hơn 1 triệu thì mình sẽ vào mình chơi kiếm tiền trên con game Kaiwin. Xem hôm nay là hy vọng kiếm được cái gì không anh em ạ. Rồi, thì đầu tiên thì mình sẽ lựa cái trò chơi sóc đĩa anh em ạ. Con game này là con game bài đổi thưởng, tỷ lệ lạp rút thì là 1-1 và số tiền rút tối thiểu con game này thì chỉ có 50k. Anh em nào muốn chơi thì tham khảo link mình để bên dưới phần mô tả bình luận anh em nhé. Và cầu này thì mình sẽ vào bên chẵn theo cầu chẵn xem nó có về chẵn không nào. Ui giời, nó về ba đỏ anh em ạ. Xui thật đấy anh em ạ, ngay quả đầu tiên. Nếu anh em nào thích vào bên lẻ thì anh em có thể để ý là ba trắng với ba đỏ tỷ lệ 1:3, còn bốn trắng với bốn đỏ là tỷ lệ 1:15, còn chẵn với lẻ tỷ lệ 1:1 anh em nhé. Và cầu hôm nay thì mình sẽ vào bên chẵn tiếp và đi theo bốn trắng và bốn đỏ anh em ạ. Rồi để coi kết quả xem như nào anh em ơi. Coi nào. Ui ôi, vẫn là lẻ anh em ạ. Lẻ về nhiều thật anh em ạ. Nếu mà anh em chơi sóc đĩa thì anh em hãy đây, sang hai cầu nhé, ba trắng ba đỏ hợp lý anh em ạ, 1:3. Đó, đi mỗi tay tầm 100k. Mình thì mình đang săn bốn trắng bốn đỏ, thế nên là mình sẽ đi tiếp tục một cầu là như thế này anh em nhé. Rồi ok. Hai lần này. Ui giời ơi, thời tới rồi anh em ạ. Nó phải thế luôn anh em ơi. Ngon quá, tuyệt vời, nó về bốn đỏ anh em ơi. Lên 2.123.000 rồi, tuyệt vời mặt rời. Săn được cầu bốn trắng bốn đỏ, quá ngon lành tình đà anh em ạ. Cầu này tiếp tục mà vào mình chặn đi và theo một lần nữa đi. Hy vọng nó sẽ ra một lần nữa anh em nhé. Nó có hay có kiểu về lại lắm anh em ạ. Ui giời ơi, không như những gì mình tính anh em ạ. Nó ra ba trắng anh em ơi. Rồi không sai anh em ơi, vẫn cứ là đang lời thôi anh em ạ. Rồi ok anh em, hai cầu ba đỏ, một cầu bốn đỏ và một cầu ba trắng. Thôi cầu này thì mình sẽ sang bên ba đỏ ba trắng và mình sẽ đi bên lẻ anh em nhé. À, mình sẽ lôi một phát 100k thêm bốn trắng nữa. Coi nào, ui giời ơi, được, tuyệt vời anh em ơi. Nó về ba đỏ anh em ạ, cũng ngon cơm anh em ơi, lên 2.299.000 rồi, được, khá tuyệt vời. Rồi ok anh em, thế nên tay này thì khả năng mình sẽ tiếp tục anh em nhé. Mình sẽ vào tăng nhiều tiền hơn một chút và mình sẽ vào cầu lẻ đi. Khả năng về ba trắng ba đỏ này, càng quá nhờ. Lên, ui giời ơi, ba đỏ tuyệt vời luôn anh em ạ, khá là ngon cơm anh em ơi. Quá tuyệt vời luôn, bắt đầu cuốn anh em ơi, lên 4.423.000. Nó vậy thế chứ anh em, được có job luôn. Ngon lành chúng ta. Tay này thì mình sẽ vào bên ba trắng với bên ba đỏ anh em nhá, vẫn tiếp tục nha anh em ơi. Rồi ok anh em nhá. Cùng coi kết quả nào. Khả năng bên này. Úi được, được. Được anh em ạ, dãy này tuyên về ba trắng với bên ba đỏ anh em ơi. Ngon lành nào. Nó có về bên trắng thì cũng là bốn trắng với bốn đỏ thôi. Đó, một dãy cầu bốn bên lẻ rồi. Cái này thì mình sẽ sang bên bốn trắng ra với cả bốn đỏ anh em nhé. Kèo tiếp vào bên chẵn anh em ạ. Rồi ok, 200k đi, nếu mà về được thì tuyệt vời này. Ui dạo, mình bảo rồi mà, nó về lẻ nhiều quá mà. Kiểu này thì là chào nào về bốn trắng với bốn đỏ anh em ơi. Tiếp tục anh em ơi, ăn được một quả cầu bốn đỏ anh em ạ. Lên 7.4 triệu là ngon rồi, 7.5 triệu là ngon rồi, tuyệt vời. Nuôi tiếp phát nữa đi anh em ạ. Đó, cái này thì mình sẽ tiếp tục mình lôi vào bên cầu bốn trắng với bốn đỏ và bên chẵn nha anh em nhá. Lâu lắm không phải bốn trắng này. Ôi ơi, nó sang bên lẻ rồi anh em ạ. Cứ tưởng bệt thêm quả nữa bốn trắng với bốn đỏ thì tuyệt vời anh em ạ. Nó không bệt về nhưng không sao, như vậy cũng là ok lắm rồi anh em ạ. Rồi, thế được rồi, xem nào. Cái này, cái này thôi, vào lẻ đi anh em ạ, đi vào lẻ đi, ba trắng ba đỏ đi, mỗi tay đi 200k và lẻ 100k đi. Coi nào. Ui được, được, quá thơm ngon luôn anh em ạ, về ba trắng luôn anh em ơi, quá tuyệt vời đi. Nó phải thế chứ anh em, ngon lành như nào. Ba trắng này, cái này khả năng sang chẵn đi anh em ơi, sang chẵn đi, nó lâu lâu lắm rồi nó không về bốn trắng anh em ạ. Khả năng đấy anh em ơi. Lên nào. Ui rồi, tuyệt vời anh em ạ. Nó ra bốn đỏ anh em ơi, quá ngon luôn anh em ơi.
Rồi ơi tuyệt vời, lên 9.129.000. Quá tuyệt vời luôn, lúc đầu đen ơi đen, lúc sau đỏ. Tuyệt đấy anh em ơi, ngon lành canh đào. Rồi ok, lên 9 triệu rồi. Lời ông cầm là 8 triệu mốt rồi. Quá tuyệt vời, làm phát lỡ cho tròn 10M anh em nhỉ. Tại này thì mình sẽ đi mỗi bên lẻ thôi anh em nhé, đi 100k đã. Ôi giời ơi, nếu mà vào ba trắng ba đỏ là cũng ăn được tí đấy anh em ơi, nhưng không sao. Vào mỗi bên lẻ là cũng ăn được 1-1 rồi, khá là thơm to. Ok anh em. Lên tiếp này. Tay này theo bên ba trắng bên ba đỏ đi anh em. Rồi, có kết quả xem như nào nào. Khả năng về ba trắng sẽ cao lắm anh em. Ui về ba đỏ anh em ạ, về ba đỏ cũng là được rồi anh em ạ. Về ba đỏ cũng là ngon lành cánh đào rồi anh em. Tuyệt vời. Lên 9.417.000. Được của nó luôn anh em. Rồi ok anh em. Làm phát chốt cho 10M anh em nhỉ. Tay này đi vào, tôi sẽ vào bên ba trắng bên ba đỏ anh em nhé. Mỗi tay đi 200k. Coi xem nào. Ba trắng mà, tôi bảo mà rồi. Ok, ngon. Ngon lành cánh đào luôn anh em ạ. Lên 9.799.000 rồi. Quá ngon lành cánh đào. Làm phát lỡ cho 10M nhỉ. Đang cuốn. Làm phát lỡ cho 10M đi. Phát này thì sẽ vào ba trắng 200k. Với cả ba đỏ 100k. Thôi 200k đi. Rồi, phát nữa là về là ngon anh cánh đào này. Được của góp luôn anh em ạ. Lên 10.181.000. Ok anh em. Thôi hôm nay nhẹ nhàng tính cả mình chốt lời cho anh em 10 triệu anh em nhé. Bây giờ mình sẽ ra mình rút tiền anh em ạ. Thế thì mình sẽ rút ra khoảng tầm là với 9 triệu anh em ạ. Còn để lại 1 triệu anh em nhé. Rồi ok, quá ngon lành cánh đào. Ok, và video đến đây của mình là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Và đừng quên bấm like, share kênh YouTube để ủng hộ mình nhiều hơn anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye anh em.